Tổng kinh phí đầu tư hai công trình kè là 20,5 tỷ đồng từ nguồn vốn khắc phục hậu quả lụt bão năm 2023 của Trung ương hỗ trợ. Thời gian thi công 5 tháng, bắt đầu triển khai xây dựng từ tháng 7 năm 2024. Trong đó, công trình kè đoạn qua thị trấn Ải Tử được đầu tư xây dựng 2 đoạn. Đoạn thượng lưu cầu An Mô xây mới tuyến kè với chiều dài 397m. Đối với hạ lưu cầu An Mô xây mới tuyến kè với chiều dài 534m. Công trình kè đoạn qua xã Triệu Long, huyện Triệu Phong được đầu tư xây dựng 2 đoạn. Trong đó, đoạn thượng hạ lưu cầu An Mô xây mới tuyến kè với chiều dài 645m. Đoạn qua thôn Đài Thượng Hà, xã Triệu Long nâng cấp tuyến kè với chiều dài 341m. Được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng vào ngày 30 tháng 7 năm 2023, thì đơn vị thi công sẽ tận dụng cái thời tiết mà đang thuận lợi như hiện tại, thì sẽ đẩy nhanh máy móc, nhân lực và thiết bị cũng như con người, sẽ cố gắng hoàn thành công trình đúng tiến độ, thì là để cố gắng hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra là theo như hợp đồng là 5 tháng. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung huy động các thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công để hoàn thành các hạng mục bàn giao, đưa công trình vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.